Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội điều tra người tự xưng giáng trần có thể khống chế COVID-19. Liên quan đến những clip nhảm nhí gần đây của một người đàn ông tự xưng là giáng trần đang khiến dư luận bức xúc. Trả lời phóng viên VTC News, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin. Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước những clip nhảm nhí tuyên truyền mê tín dị đoan do tài khoản YouTube Thầy Long đăng tải. Theo đó, Thầy Long tự nhận có khả năng giảm chỉ số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh xuống mức thấp nhất bằng cách dịch chuyển lư hương. Trong clip đăng tải hôm 17 tháng 9, chủ tài khoản YouTube có 111.000 lượt theo dõi cho biết, sau chuyến vào thành phố Hồ Chí Minh lần trước của thầy, bệnh nhân qua đời do COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh giảm đáng kể trong một tháng vừa qua. Cách đây một tháng, Thầy Long cũng đăng tải clip nói về diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Mặc dù cho rằng đây là những thông tin không được phép tiết lộ, nhưng do bản thân giáng trần xuống Việt Nam nên muốn bảo vệ người dân. Người đàn ông này tiết lộ rằng chủng COVID-19 xuất hiện ở Việt Nam là chủng xuất phát từ gia súc, gia cầm, đặc biệt là từ lợn. Đây cũng chính là lý do tại sao các khu vực vùng xanh, an toàn vẫn xuất hiện F0. Thậm chí Thầy Long còn nêu quan điểm cá nhân sẽ không tiêm chủng. Tôi sẽ không tiêm virus vào người khi thể trạng tôi đang khỏe mạnh. Con tôi chuẩn bị nhập học, nhà trường đề nghị phải tiêm chủng mới được đến trường. Tôi chấp nhận bảo lưu kết quả của cháu để sang năm cháu nhập học, người này nói. Trong một clip có tên là Thực trạng COVID qua mắt tâm linh với gần 20.000 lượt xem, Thầy Long kể khi xem lại camera trong nhà thì phát hiện bị nhiễu sóng với trường năng lượng cực kỳ lớn. Người đàn ông này cho rằng bọn chúng sẽ hủy diệt cả trần gian này, 10 người chết 7 còn 3, Long phải điều động thiên binh thiên tướng kịp thời. Chưa hết, người này còn dự báo ở Việt Nam có một biến chủng đặc biệt vô cùng, kinh khủng lắm, chuẩn bị và kết thúc trong vòng 2 ngày. Long nhấn mạnh bản thân chống COVID-19 bằng cách tiêu diệt các thế lực tạo ra hiện tượng này. Không chỉ đăng tải những clip nói về COVID-19, mà tài khoản YouTube của người đàn ông này còn đăng nhiều clip tâm linh huyền bí, truy bắt âm binh, xem bói ngay tại nhà. Đáng chú ý, đến chiều 18 tháng 9, Thầy Long đăng tiếp một clip tuyên bố quyết định không làm clip tâm linh nữa, xin lỗi và cảm ơn các bạn. Theo nội dung clip, thầy trò ông Long đã vào tới thành phố Quy Nhơn nhưng bất ngờ quay xe, không vào thành phố Hồ Chí Minh như kế hoạch, cũng không làm tâm linh, để nhân gian này trải nghiệm đi đã, hãy cứ để nhân gian trải qua những ngày sắp tới, hãy để phúc đức của các bạn giúp bạn vượt qua kiếp nạn này.